Thì các bạn nhìn đấy, cầm khu giao dịch mà không lên nổi con Olaf 2 luôn là các bạn biết rồi đấy. Cầm khu giao dịch mà Ron có hai con Panther ông sẵn rồi nha. Mà Ron không ai bắt Panther ông, không ai bắt một con Pan nào luôn. Kể cả hồi nãy mình check cái thằng chiến binh nó cũng chưa bắt Panther ông luôn. Mà tôi Ron ỉa chải luôn. Úp thẳng 8 tôi Ron không ai bắt. Đéo ra nổ Pan 2. Đen dị luôn mà. Đen mà hãng lìn luôn. Đem mà phát hãm luôn đó mọi người ạ. Không phải mama pháo. Không phải mama thuật sĩ à. Hai con sẵn là đen hay đỏ. Chừng nào nó lên 2 sao đi. Bây giờ cái chốt yếu là con tướng 1 sao thì nó vẫn yếu. Lại đã bắt đầu người kêu mà có hai con sẵn là đen hay đỏ. Thế mình dùng bao nhiêu tiền? Mình dùng biết bao nhiêu tiền để mình roll. Mà không lên được con 2 sao, nghĩ có tức không? Còn kêu hai con sẵn là đen hay đỏ. Cứ có hai con tướng là đỏ các bạn ạ. Tầm đấy nó kiếm mạng nó 10, mẹ 8 vàng 2 sao là ông còn chưa lên được con pan 2 nữa. Bắt căn nổi. Ép gì bạn? Defender 2 rồi đấy. Bài đó đấu sĩ rồi đấy. Đồ đẹp luôn rồi đấy. Để cái kêu ép bài. Có ép đâu. Rõ ràng đánh thuận theo tự nhiên luôn. Bài rõ là 2 sao rồi. Ai ép bài? Châu thì cứ Pandora đi. Pandora là chân ái. Tự nhiên nó kêu tôi ép bài các bạn. Ép hồi nào mà ép. Bài rõ ra như thế luôn, cứ kêu mình ép ạ. Làm cái trượng đi nhỉ. Trượng một kiếm súng à. Bài ra rõ đẹp, cứ kêu người ta ép bài. Ảo thất đấy. Rõ ràng là quan thông cả sàn không ai bắt tôi đánh này mà cái bài né bài người ta ra. Ông còn kêu tôi ép bài. Ép cái gì? Bài mình rõ mạnh hơn mà sao cảm giác cứ thua thua ấy nhỉ. Có đứa có kim long. Kim long này, kim long này đứa, kim long này có tăng ngon. Trượng này, giáp lửa luôn này. Tí mình đổi cho bờ ra ông cầm, cho con này cầm đi. Cảnh ngon hơn ấy. Vậy châu bò hơn ấy. Ngài có chơi game offline không? Mình bố tặng mình không kiểu, mình không có săn game ấy. Nên mình cũng chả biết game nó hay, game nó dở. Ngồi tí thì thua. 4 rồng trở lên top 1 100k nha. Ok Dung Nguyễn nha. Vậy là có 2 kèo 4 rồng đúng không? Vẫn là cố đánh 4 rồng nhé. Em đi hộ pháp thì chắc bắn này không đánh đâu. Đang có 2 kèo 4 rồng.
Mà chắc không đánh đâu. Thần trùng mình có rồi, bữa mình stream rồi mà. Mình chơi phá đảo luôn rồi mà. Bốn rồng đã có hai kèo các bạn, bốn rồng chỉ cần top 3 thôi là 200k rồi, ngon. Thua nhà này. Nhà này khỏe quá. Lắp cùng cung sớm đó. Sẻng à? Sẻng phải lắp bộ pháp à? Mình thấy cứ nó cứ bị tù tù ấy. Sẻng để lắp bộ pháp nó cứ bị đùi đùi ấy. Con gì nhiều tiền? Đi xin này. Đi xin cho nhiều tiền. Xài được đi xin luôn á. Ốc cấp cho đi xin vào luôn. Lấy cái lôi long cũng được. Không chơi đâu. Đánh bốn rồng ngon hơn. Em từng gây ra một việc có lỗi với một bạn nữ khá thân trong quá khứ. Bây giờ em cảm giác có lỗi thì phải làm sao hả? Có lỗi thì xin lỗi thôi chứ sao bạn. Tìm cách bù đắp đi chứ còn gì nữa. Lỗi nặng hay không? Lỗi là lỗi gì? Má nghe cái mùi này. Cái mùi có lỗi này nghe nó cứ sao sao ấy nhở. Lỗi gì? Lỗi này là lỗi gì? Thú đi, khai nhận đi. Hả? Hay là mẹ lại làm gì với mẹ trẻ dưới tuổi vị thành niên lại mẹ bóc lịch đấy. Nghe có vẻ tù tội quá đấy. Chơi bốn rồng thôi bạn, bốn rồng thì bạn kèm một con Rakan với một con bạc. Còn nếu mà chơi Soul thì kèm Rakan với Seraphine, hoặc là bạc Seraphine cũng được, thì nó sẽ ngon hơn. Không có con Braum để đổi form nhỉ? Không có Kim Long, không thì có Kim Long cũng được. Có Kim Long để đưa cái đồ tăng vô. Thôi cho tặng ai đáp đép cũng được, khỏi bờ ông cũng được. Neko kìa. Nào, kiếm súng đi. Neko như thế này thì có nên làm tí rồng dễ hơn. Nên một con desert ở này. Ai cha,
4 năm trước em cãi nhau với bạn đó, quát bạn đó, xong bây giờ giận luôn tới giờ ăn ơi. Ăn quát em mà nói to thế. Vậy cả quát bạn ấy xong giờ thấy có lỗi, vắt cái nồi lỗi to thế. Chạy ra mẹ nó mua mẹ ly mà Phúc Long hay coi đập vào mặt xong chạy lại xin lỗi đi. Mẹ cái lỗi mẹ làm những cái lỗi nãy giờ anh đem cứ ngồi mẹ suy nghĩ đi đâu. Đang tìm phương án giải quyết thì ra là quát bạn ấy. Vãi cái đáng quát à. Má tưởng cái lỗi gì nó to lắm. Tưởng cái lỗi gì nó to, to lớn, nó kinh khủng lắm. Má làm nãy giờ anh em nó có suy nghĩ đi đâu các bạn. Trời ơi em diêu. Rất tiếc mình không có duyên với bạn. Lại còn quát xong 4 năm rồi. Không biết nó còn nhớ mặt bạn là ai không. Đây là một câu chuyện buồn các bạn. Nói chung đây là một câu chuyện buồn. Các bạn đừng có nên cười các bạn. Bạn ấy đang rất là đau khổ bởi một gọi là một cái lời quát tháo. Đấy. Lỡ quát tháo một bạn nữ. Bạn ấy rất thân. Bây giờ bạn ấy đang rất cảm thấy rất là có lỗi. Bạn ấy đang gọi là thực sự gọi là đang tìm phương án để giải quyết cái lỗi lầm to lớn này. Anh em nên, anh em không đưa ra phương án thì thôi, chứ anh em cứ ngồi cười cái gì đấy. Ngồi cười cho sự đau khổ của người khác là sao thế nhỉ? Cho mình cười kéo. Bốn dòng. Mình nghĩ là thêm cuồng đao hay hơn nhỉ. Thôi bây giờ vẽ đồ tăng trước đi, cứ kiếm súng với quyền trượng đi, tại vì nhiều khi tới 3.7 nó có đồ ánh sáng hay gì ấy thì nó ngon. Bây giờ mình cứ vẽ đồ tăng, bây giờ vẽ thú tượng hay giáp gai vút rồng đi. Sẻng à. Bay mất tiêu luôn. Thôi lượng có 4 tiền thôi này. Giáp gai bút rồng thôi này. Nhiều khi bạn ấy đang buồn, nhưng mà ở đây là buồn cười ấy, chứ không phải là buồn. Buồn gì đâu. Không bở ra ôm luôn. Không bở ra ôm mà. Ván này đánh Soul là hợp lý rồi, Soul 4 rồng đúng không? Giờ này mình còn chưa có ai đáp. À giờ này còn chưa có Kim Long.
Xong lại xong bỏ xong làm gì đâu em. Bây giờ em đép tặng bằng đề ra hay là con gì đó. Và tí level 8 gì lắm. Bây giờ Echo lên level 8 xoay 4 rồng luôn. Dù y có kim long này. Kim long này kim long xịn luôn. Nhưng mà không có cái con nào đủ có khả năng tăng được hết á. Thôi tốn tiền lắm bạn. Không có con nào đủ khả năng ôm 40 sắt hết. Giờ ra ai đát thì còn xài kim long. Đúng không? Làm gì có con nào đủ khả năng tăng 40 sắt tầm này. Mấy con này sao đủ. Tầm này 3 chấm mấy chết. Thì mình cũng nói thật đi, có cái mẹ gì đâu. Bây giờ mà cái chuyện nhẹ nhàng như vậy thì một lời xin lỗi thôi. Dắt đi ăn đi uống làm hòa đi chứ còn gì nữa. Họ thích cái gì tặng cho họ món quà đấy. Mình nói thật, cái này là cũng là giải quyết thật lòng đấy. Dắt đi ăn đi uống à, họ thích cái gì tặng cho họ món quà thôi. Chứ mẹ là cái lỗi nó có to lớn gì đâu. Bất đồng quan điểm cả nhau xong rồi to tiếng thì vài ngày là hết. Do cái tôi ông cao quá, đéo chịu xin lỗi người ta thôi chứ cái gì. Có đồ on hay đồ ăn sáng gì không vậy? Chỉ là đồ thôi đúng không? Đồ thôi thì lấy luôn đi nhỉ. Lấy xong vẽ ba mảnh hút đồ. Không có tiền, mình đã cần tiền. Thôi vẽ cũng được, lấy về mà vẽ đi. Hỏi Ron cũng tốn tiền mà. Ron thì cũng tốn tiền thôi. Bàn tay công lý thì chắc là chưa, chắc giờ vẽ là đồ tăng chứ đi anh em ơi. Lấy mớ đồ tăng đó. Thì thật, cái này là hướng giải quyết thì ông xin lỗi đi chứ. Cái tôi ông cao quá, ông không chịu đi xin lỗi, ông không chịu gọi là nhận lỗi về mình thì người ta dỗi thôi. Game sau 8 cuồng long set carry top 1 200k, top 3, top 4 50k nhận kèo ới em câu. Vãi, 8 cuồng long khó lắm em. Em đã roll set 3 nha. Là em lên 8 cuồng long cực kỳ khó. Từ bữa giờ anh chơi set toàn on top nhưng chả bao giờ đã được Savannah luôn. Anh toàn phải đánh từ 2 đến 4 cuồng long vẫn đánh on top được. Nhưng mà không có đánh được 8 cuồng long luôn á. Em có bắt đánh 8 cuồng long nó thì chịu. Khó lắm. Một round nữa. Một round nữa là roll sai 4 rồng đúng không? Đế chế rồng thần là không ngon, lấy một đồ lò rèn đi. Mình có thể được vẽ được cái đồ lò rèn này mà. Khiên băng Radiun thì cũng được. Khiên băng Radiun thì cho một con ở đây. Nhưng mà xài Terra thì hơi mệt nhỉ. Thôi mình cứ lấy đại đi, mình về mình vẽ cái băng giáp ấy. Vẽ cái băng giáp là ngon nhất. Tại đánh 4 rồng thì khiên băng không ngon lắm, lấy đại đi anh em. Rau xong rồi, vẽ thành cái băng giáp nhé. Mình dắp gai vút rồng với cái băng giáp là đẹp. Đúng rồi, cái mùa đông vĩnh cửu á, mình gọi là cái băng giáp đi. Lấy cái đấy để counter hầu hết mọi bài á, phép counter được á. Nhà này đề ra 2 luôn rồi này. Level 7 này. Càng thế. Bây giờ cần một con Seozu, một con tương tửng đúng không? Nếu mà chưa có ấy thì xài tương tửng. Ai đó. 4 rồng không biết ván này có top 3 nổi không đây. Quan trọng nhất là kiếm một Adat 2 để nó tăng. Mình có thập tử nhất sinh mà nên mình cứ bán nó thoải mái thôi. Thôi bán hết cái đống này đi. Chuẩn bị xoay rồi. Nó set tạo ổn chứ không ngon lắm, từ từ. Vẽ đồ thuần tăng đi, ngon rồi. Trước tiên là con này cầm cái này đi.
Giáp gai bút rồng này đấy. Tương tự này. Sẽ là làm cái củ đao hay là rìu đen luôn ta. Rìu đen đê ra hơi đầm. Phải tạm 4 rồng như vậy đi. Và ai đáp đâu. Cần có ai đáp nhất luôn á. Tương tự 2 này nè. Bây giờ chắc là đi ra thì phải cùng đao thôi. Nếu mà không có xôn thì đi ra thì cùng đao. Tương tự 2 sao tạm đi anh em. Bên đó có kèo 4 rồng. Lượm đại 5 tiền về bán đi. Thôi giờ xôn nước mắt nhìn kinh quá. Nhạt đi. Không thì ra mẹ cái tam hợp cho mẹ đê ra cũng được. Ok bạn ơi, từ từ. Nó hay Yasuo rồi này. Yasuo 2 luôn rồi đấy mọi người ạ. Nhưng thôi. Savanna. Nó Yasuo 2 luôn rồi này. 4 rồng kẹp Yasuo 2 à. Vậy thì vẽ lại cái vũ điệu. Hai nước mắt vũ điệu tử thần là đẹp á. Không có tiền sẽ Savanna đâu, kiếm ai đáp đi. Ao trình cho mình. Khiên băng ra Dune không. Cùng đao này. Giờ đánh Yasuo là phải đánh như vậy luôn rồi. Không có ai đáp nhỉ. Không ai đáp, không Shiozu luôn mới ghê. Yasuo mình đi nhặt về một con bạn. Có ai đáp là có giàu à? Kiếm tiền. Đồ ánh sáng nữa hả? Mấy mảnh? 1, 2, lấy. Mình có vẽ mà. Mình có vẽ mà mọi người. Tại sao phải xoắn nhở? Thực ra thì cái đồng hồ cát này nó cũng tầm tạm. Không được ngon lắm thôi. Vũ điệu thì ngon hơn.
Đó, mình còn thập tử nhất sinh đấy, mình đánh như thế này, mình đang đánh chắc ăn luôn đấy, mình đang đánh chắc kèo. Thế mai đáp vào đây, chắc là bán này mình xài si phèn luôn đấy. Hay còn ai đáp? Tại vì mình không có bí ẩn, mình lên 9 thì mình mới xài siêu du được. Để lấy 2 ẩn. Bàn tay công lý hả? Hai nước mắt đi bạn ơi. Không có ai đó, rôn đen quá. Việt Nam này. Mũ mới ghê. Không một con ai đáp nào cả. Quá khó luôn. Hai nước mắt quyền năng là đẹp rồi. Để hát đâu ra cái nước mắt. Chấp nguyên một đồ ánh sáng này khó quá. May chưa nó dí con Yasuo rồi. Nó không dí con bia ra của mình. Xui à? Nó sẽ ăn sáng cũng được. Xét đám lý mình cho con tương tự luôn. Nó xét thì không nên xài si phèn đâu nhờ. Để kiếm đề ra 2 chứ. Si phèn đâu có đồ đâu. Đã nó xét ăn sáng đâu cần si phèn nữa. Đúng không? Lấy ấn xài luôn. Bây giờ bắt buộc mình kiếm con Adap, mình thay con si phèn để cho con tương tưởng hộ pháp nữa. Hộ pháp giáp lửa. Rồi nó xét giật điện chúng nó cũng được. Bắt buộc luôn á. Bỏ con kia luôn đi. Má xin một con đi. Khó nhau thế. Đợi khi nào có con kia đã. Ai đáp lấy đồ tăng luôn ngon. Ôi Terra chừng nào lên 2 đây ta. Khó thế. Thôi cần con ai đáp 2. Terra không lên 2 nổi đâu. Lên là 8 sao Terra 2 được. Ra ai đáp là mình thêm được một đồ tăng đấy. Cái đồ này này. Để cho con Terra nó cầm luôn. Tôi nghĩ tôi cút rau này quá. Không, chưa cút được.
không vẽ được thì thôi. Giờ ra đại cái găng thì xài luôn. Đấy, hai nước mắt đây, mai vẽ cái gì? Mai tới rồi đó. Mai tới hơi sớm. Không ra nổi IDAT nhở. Một con IDAT 2, hai con IDAT 2. Mà lúc mình trước khi chúng nó có IDAT mình cũng roll nhiều lắm rồi mà. Có con IDAT vào đây là con này tháo giáp lửa ra đưa con tương tự. Là con này cầm thêm được một cái đồ cái gì? Giáp đại hãm ấy. Là ngon luôn. Ừ, đi ra cũng một luôn. Hãm lìn roll không ra cái gì hãm. Roll đúng nhạo luôn. Hết kiếm, hết kiếm tương tự luôn cũng được. Không phải cho phèn cũng được. Đây rồi. À, tôi khổ quá. Tương tự hết kiếm đi. Cho nó trâu. Khó nhở, sẽ tạm phèn đi ta. Một con IDAT thôi là ngon. IDAT trốn kỹ quá. Đi. Dí này chết là có ai đáp này. Đấy. Đấy hút ra nè. Giáp đại hãn này, giáp gai này, hút rồng này, giáp lửa ai đáp này. Đó. Lại có thêm 2 tiền mỗi ráo. Lại mất mẹ luôn cả cái màu rồi, không thấy cái gì đấy. Yasuo gắn. Quyết định Neko Yasuo là sự lựa chọn quá sáng suốt. On top rồi, lượng 200k rồi các bạn ơi. Mình lượng 200 càng. Đợi tí đơm nốt thằng này đi. Thằng này đánh không lại mình đâu, mình đơm nốt thằng này đi là được. Đơm nốt thằng đấy đi là lấy 200 càng. Ui. Ui dồi, nó tay ra 2 rồi kìa. Đế chế đồng thần xong xài 2 rồng. Được. Hay đấy.
Mày đi. Con tương tận của mình nó bướng chưa? Mày đi. Con tương tận của mình nó hơi bướng các bạn ạ. Hơi bị bướng. Rất chi là bướng. Cần con đấy 2 sao rồi chứ có cần cái mẹ gì đâu. Muốn nhặt cái gì nữa nhặt. Nhặt 2 sao đấy là xong. Terra ông nhắm lên 2 được không? Đấy ai đáp 2 rồi này. Ông Terra là ông nhắm lên 2 được không? Con này lên 2 rồi đấy. Lo xếp bài đi, lo tập trung roll đấy, mẹ nó nhảy vào đầu nó hút con này bây giờ. Đó. Mày đứng con tương tận tao đi. Đấy, cho nó đứng ai đáp đi, để con đưa ra còn sống chứ. Lo tập trung roll này, con này nó móc mẹ con đưa ra luôn là cút luôn. Nguyên sàn luôn, không giết được con nào luôn. GG top 1, ok. Ngoạn mục không? Con bắt ngoạn mục chưa? Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, xong rồi thì trẻ trâu vô địch.